Các bạn cùng theo chân mình vào trong khu này, rừng này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ mọi người đi hái rau dớn. Phong cảnh này rất là đẹp các bạn. Mình đi hái rau dớn. Suối nước mát, trong mát được các bạn ơi. Nước suối được. Suối rất là trong mát. Mình sẽ đi theo mọi người hái rau dớn. Rau dớn rừng. Ở đây thì nó thuộc vào cái khu vực Dương Huy các bạn, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả. Thì cái mùa này nó có rau dớn rừng thì ăn rất là ngon các bạn. Và bọn mình hôm nay đi trải nghiệm đi hái rau rừng và đi vào rừng để picnic, đi vào rừng cái không khí trong cái mùa hè này cũng có mát mẻ các bạn. Sao đưa nhau vào sâu thế? Hơi sâu đấy, đưa vào đây hơi sâu đấy. À, cái rau đấy gọi là rau dớn à? Vâng. Ngon lắm anh ạ. Ngon lắm à? À. Nó là cái cây như kiểu cái dương sỉ ra đấy nhỉ? Đúng rồi, họ nhà dương sỉ nhưng mà không phải loại. À, đây các bạn ơi, đây nó chính là cái rau dớn này các bạn. À. Nó giống cây dương sỉ các bạn. Không, đi theo bờ suối cái câu. Họ dương sỉ. Cứ đi dọc bờ suối lên. À. Chính là rau dớn đấy các bạn. Đâu đâu, con đi dọc bờ suối. Tình cảm. Cả nó rét đi. Quá. Nóng với cả chân. Hơi lắng. Bây giờ quên không? Bây giờ là vào 11 giờ kém 10. Rất là nắng. Nắng các bạn. Không còn gà, thế mà cầm đâu. Nước suối trong nhỉ? Nước suối trong như nước trong suối. Mắt. Đang mình quay hơi ngược nắng. Nắng lắm. Hái này đến bao giờ được bữa rau dớn này? Đấy các bạn, phong cảnh núi rừng ấy. Cái rau dớn này chốc là mình làm cái món gì đấy mấy chị em? Làm nộm mà. À. Rau này là rau sạch 100% đấy nhá. À, rau sạch 100%. Rau này là ăn tốt nhất để dành cho vua chúa. À, rau tiến vua. À thế à? Thời vua chúa ngày xưa mới được ăn đấy. Ừ. Chả ai trồng ở đây cả. À. Nó tự nó mọc. Đây đúng không? Đúng rồi anh ạ. Ừ. Đấy, ngon sẽ ăn nhỉ. Ở đây nó không mập không nọ. Đi đằng kia nó mập lắm. Mình cứ gấu chỗ nào nó ngọn non non đúng không? Đây.
đừng cấu dài quá, anh cấu dài quá nó chín về cũng phải nhặt đi. Ừ. Mình cứ nhặt sau nó non về mình ăn, mà mình có màng ba măng cần phải bó để bán nữa. Nhưng mà ừ, người ta bán thì người ta hái cao. Mũ nó ăn không độ. Đấy, đưa cho bác bằng cái ô hai bác cháu che. À đây sao không, đi với cả bác bằng quay quay phim này. Không không quay. Đi với bác đi. À giờ đã nắng đi. Vào đây bác. Cả đôi dép đi à. Nè. À, đi vào đây cho đỡ nắng cho. À, tất ra bỏ đây, bỏ cười, bỏ đây này, bỏ tất ra. Nào. Đi cho nó cả tất ra mẹ em. Này, thích em cầm, cháu cầm cái ô đấy. Ra thăm suối các bạn. Đấy. À, chương trình thì bọn mình bây giờ là đi hái rau đã. Hái rau sau đó là sẽ đi tìm đến một cái địa điểm khác để chơi và làm đồ ăn các bạn. Suối. Nước suối rất là đẹp. Cái suối rất là trong các bạn, cái suối bắt luôn. Chương trình hái rau dớn của bọn mình thì bây giờ đã hái được một túng cùng to rồi các bạn nhé. Còn lại mọi người thì cũng hái được rất là nhiều rồi. Thì bọn mình sẽ đi đến cái địa điểm mà đấy, mọi người đang chuẩn bị rất là nhiều các cái đồ ăn các bạn. Đi rừng là phải nướng có người tới có lò chiên không dầu mà. Nướng một củi đấy. Đấy, các bạn xem cái phong cảnh trước kìa. Được chưa? Rất là tuyệt vời các bạn. Bắt ở đâu? Đấy. Các bạn xem cái khu mà mình cắm trại đây là sẽ nướng gà đây. Ở đây là đẹp nhất. Nướng mà ăn ở đây đẹp nhất. Đúng rồi. Nếu thích thì vào trong cái tắm thôi, còn nếu mà để mà mát mẻ thì ở đây là đẹp nhất. Đây là vừa mát vừa đây đang chuẩn bị nướng gà các bạn. Chặt cây tươi thì làm sao mà cháy được. À, ở trên vào gà đi. Đấy, ngồi đây nó mát, đúng không? Ở đây mà thiếu cái gì vẫn về nhà lấy được nhá. Ở đây mà thiếu nước lột vẫn về nhà lấy được. Ừ. Ở đây ở nhà không dễ mà. Nước này sạch mà. Đúng rồi, nhưng mà vào đấy mà thang về nhà mình. À, hái cả thang
Nước này sạch luôn đấy, nước này uống được không gì gì. Uống được. Đi nhớ con bé khoảng cái mai được kìa. À đâu thì chị bỏ nó, chị nhớ, không biết cái con bé đấy nó cũng về cái đến mai. Đi nhớ. Nhớ con bé cái mai đấy. Bỏ đi, bỏ hết đi. Ra đâu rồi? Có loa không mà hả? Nước này thoải mái đấy. À có loa. Nước này có thể uống được. Không tin. Không, ở trên này nó là suối ấy, là sạch. Ở trên này nó không có cái gì, nước rất là sạch. Mà nói thật là ngày xưa chị lớn lên với cái nước suối này, tí nước nó sạch. Đây là có người yêu mà đưa vào khu này rất đẹp nhá. Đấy, ai mà không có yêu, ai mà không yêu cứ đưa vào đây. Tại sao em chậm nghĩ em gọi cho anh không được? Anh Bảo Nghĩa này, anh Bảo Nghĩa là quay lại đây. Đi qua một đoạn thôi mà. Một quay về đây thôi. Cô quay về đây, vào đây thôi. Cứ bỏ ấy, cứ quay vào nó được. Rửa đó. Ở bên chỗ kia, nước chảy ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ mò đi, mò cua đi, sao có mò được. Ờ, ngày xưa thì nhiều, bây giờ thì nó ít cua rồi. Đây, các bạn hãy đi tham quan. Mẹ bọn này rửa đây á. Nước đây sạch mà. Nước đây nước uống được luôn. Này, nước này còn sạch hơn nước giếng nhà anh ấy. Đúng rồi, nước này nó sạch lắm. Nước này không có gì, cực sạch luôn. Đấy. Thật suối rất là đẹp. Làm hết mình, làm nhiệt tình và chơi hết mình. À, đi rừng đi các tình yêu ơi. Suối đây các bạn. Ok, đây là cái khe suối rồi. Ở đây mà đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Ai muốn tiền nhiều lại muốn được đi nhiều chơi nhiều nơi thì hãy vào menu like của chúng tôi nhé. Các bạn hãy vào tìm vào menu like. Đi mùa hè vào trong rừng mà có suối này thì không khí rất là mát các bạn, rất là mát mẻ, cảm giác nó rất là sảng khoái và nó làm cho cua đi những cái mệt nhọc các bạn, xả chết. Nên là thỉnh thoảng cũng đi vào rừng. À, những cái chơi khu trong rừng này để chơi. Chuẩn bị lưỡng gà các bạn. Đây là lưỡng gà. Thank you.
Cầm nước gà. Anh Trung ơi. Thật không? Trung. Nước gà. Này các bạn ơi. Này đây đây này. Ôi ai mà ngồi quá. Không, than thoải than đi, than thoải mái. Nay chơi đến tối đi. Chơi xong đến tầm 4 giờ đi vào đồng mỏ tắm xong về. Tao biết. Nhưng mà không cần thì quần áo ai chẳng giống ai. Rồi. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Chấm rồi. Chín rồi. À. Chưa chi đổi lúc chấm đâu rồi. Ngồi để chân đê xong là kia tuyệt vời nhỉ. Tối nhá. Ê, xuống đây, chúng ta đi. Ôi, nó ác. Nó ác. Ok rồi. Anh đã uống hết được rồi. Yêu ơi, mày máu hết. Đâu biết đâu, xem nào. Cung cá nhỉ. Chưa. Đúng rồi. Anh, chú chi anh vội nhỉ. Đấy, bỏ cái này. Người ta phải quyết tí mật ong vào nữa chứ. Thì quá ấy. Anh thôi. Đâu của mình kia kìa. Tay của em. Vâng. Gì vậy? À, trời, làm tí cả. Đây, ăn gần hết rồi này. Cái okay, anh. Ăn được chưa? Mật ong hả? Mật ong gì? À, nó là màu mật ong khác, trong màu và trông đẹp này. Làm như người lớn ấy. Cái chặt nhá. Ôi, nó giòn. Giòn. Hẳn tươi. Ăn sống tươi. Nhưng mà hơi đắng tí. Cháy rồi, gà, cháy rồi, cháy rồi. Quay gà kìa, cháy rồi. Ủa, quay ra. Ủa, quay kìa. Sản phẩm càng gà. Chân kìa. Sản phẩm đấy, cháy hết chưa? Con cái chân gà của anh Dũng bị cụt à? Đâu ăn thử một quái. Đây là quay chân gà đấy, cẳng gà. Gà vàng phết đấy rồi nhỉ? Vàng là phết đấy. Đấy, gà các bạn ơi, nhìn này. Rất là đẹp, màu rất đẹp các bạn. Quay cao cao thế thôi thì nó mới đẹp được, nó mới chín như thế được. Quay thấp là cháy hết. Hết nha. Vẫn được đâu rồi em. Anh lấy lửa gì? Cẳng gà rất là đẹp, rất là ngon các bạn ơi. Đẹp không các bạn ơi? Đang chương trình đợi gà chín đấy các bạn. Ở đây rất là mát các bạn, không phải như đây rất là mát. Có nước, có rừng, có bóng cây. Rất là mát. Đang nướng gà. Đang quay bọn em đấy. Đang quay hai cái thằng lên bên gà ấy kìa. Đang đợi quay. Ok.
Ôi, khung cảnh rất là đẹp thôi ạ. Rất là lãng mạn. Cảm thấy rất là đẹp thôi. Dưới góc khách. Đó. Dưới góc khách rất là đẹp luôn. Nước để khe nước các bạn, nước rất là đẹp. Các nước thì nó nhỏ thôi nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Đó, một cái khe nước. Đi rừng và suối này thì rất là mát các bạn, rất là mát mẻ. Anh quay cái đoạn này mát nhỉ. Mời các bạn mời chúng ta trách ai vô cùng. Người thứ bảy xuất công. Bạn tình ơi, sao lỡ xa nhau chín hết rồi, cái này mình ăn thôi. Ai nhanh thì ăn, không nhanh thì mất. Xem, xem. Ăn nó phải tranh nhau rồi nó mới thích. Ôi trời. Hôm nay đây cứ để đây thôi. Cầm thêm ở đây chị ơi, cứ cầm đây. Ngồi đấy. Vượt qua đời nhau. Đừng chăn vỡ. Để đừng nhau đau. Gì vậy? Hát hết sức à? Nó mà này, mà con này mà đây. Nó cho vào thì thôi. Này con này. Này. Không có đi ơi, không có đi ơi. Không còn. Bia bên này. Bia bên này, bên kia mà. Bên này, bên này. Hết bia rồi. Ngồi đi. Cô làm đâu mà đừng bia. Bây giờ đang cầm đói đấy nhỉ. Chứ không có gì đâu. Tại sao lại không tin cô nhỉ? Cầm đói. Chỗ. Em bụi đường ngược đấy. Thằng sau thì đang chờ mà cái thằng đằng trước cứ gặm. Cá, cá chép bây giờ. Này, cá chép. Cá chép. Vào lấy đi.
nhảy vào lấy một miếng không? Mọi người đâu? Ăn mà ăn miếng nào thì lấy, mà ngồi kia là không có ăn luôn á, không ơi. Chúng tôi thưởng thức món gà nướng và cá nướng. Mời cả nhà cùng. Biết cả nhà. Mọi người luôn đi. Trời ơi. Miếng thịt gà ngon thế. Cái này, cái này của con đấy. Em ăn cái luôn. Dùng gà nữa. Chưa ơi. Ngồi đấy là không biết được đâu nhá. Có bia chưa? Này 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 này. Này anh chúng mày. Này bố. Tốt quá. Nào. Mình chúc mừng nhau cái nhỉ. 1 2 3. Nào chúc mừng nhau cái nào. 1 2 3. Rồi. 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 Bắt. Cái này sống à? Không có cái nào sống cả. Đây sống không? Không. Đấy còn sống cái gì nữa. Bây giờ còn sống. Nào, cái nhá. Rồi. 1 2 3. Rồi. Cái cánh vợ đang cái đùi. Ăn đi. Ui giời ơi. Mày bốc cái gì to quá. Này ngon lắm ạ. Này ăn cả. Ăn cái cháy nó mới ngon. Gà, cho đi muối vào đây với. Ai em cái thịt trắng này đi. Đây. Ăn cái da nó cháy nó mới ngon. Cái trắng này đi. Thịt trắng nó nhiều chất lắm. Như cãi nhau lình. Ôi nhưng mà cái nước này nó đói rồi, đói rồi. Ui giời nhang vào như rồi. Ok, ăn đi. Như kiểu thịt trâu chứ toi. Nhào kinh rồi. Cháu vất vả kia ăn đi. Khổ quá mình. Ngon ngon là nó có. Đói mà giờ ngon như kiểu thịt gà nướng ấy. Ngon như gà nướng. Đây như kiểu thịt gà nướng. Không. Cô có chứng minh đi cái này không ngon đâu. Cái này chẳng ngon đâu. Ừ. Ừ. Ao! À, bột dạp. Cái mới một xương chân rồi. Nướng đất nhưng mà tôi nhất định trong vấn đề. Tại sao cái miếng ngon như thế này lại đẻ kiểu này? Ôi giời ngon quá. Xin mời các bạn nhá. Không ngon các bạn như này này. Thôi tôi dừng cuộc chơi quay đây chứ. Hỏi câu đấy thì nó biết được vấn đề. Con chẳng như con nó cũng không cả. Nhớ đâu cô con thằng ái. Con bây giờ mày bán tuổi nó chưa có vợ. Mày cũng ở đâu cô ạ? Đó là nó xem con gái không? Con gái ở đây. Rồi, bây giờ cuộc hành trình của con mình bây giờ đã xong các bạn. Trời bây giờ là đã thu dọn chiến trường ấy. Còn mình xin giúp để xin chào các bạn, hẹn gặp lại các cái video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.